Sao hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học lời của Chúa ở trong sách Công vụ các sứ đồ, nói về cuộc hành trình của người tín đồ. Ở trong thiên trình hay là linh trình theo Chúa, tuần rồi chúng ta đã học rằng có ba điều mà chúng ta thấy ở trong cái cuộc hành trình của sứ đồ Phaolô phản ảnh bước đường chúng ta đi theo Chúa. Thứ nhất là có Chúa và có các bạn hữu đồng hành, làm cho cuộc hành trình được dễ dàng hơn. Thứ hai là có những rắc rối làm cho cuộc hành trình trở nên khó khăn. Thứ ba là có lời hứa của Chúa, nên chúng ta có hy vọng cho cuộc hành trình dù chúng ta phải trải qua nhiều nỗi rắc rối khó khăn. Và chúng ta hôm nay sẽ học tiếp rằng trong cuộc hành trình có những ơn phước để mà chúng ta trao lại, cũng như những ơn phước để chúng ta nhận lãnh. Có những tình thân ở trong Chúa đem lại sự khích lệ cho chúng ta. Và có mục đích của cuộc hành trình, đó là rao giảng vương quốc của Đức Chúa Trời và danh của Chúa Giêsu Christ. Xin mời quý vị theo dõi phần còn lại của cuộc hành trình của sứ đồ Phaolô từ Jerusalem đến Roma, được ghi ở trong Công vụ các sứ đồ chương thứ 28 câu 1 đến câu thứ 31. Đây cũng là kết thúc sách Công vụ các sứ đồ mà Chúa đã cho chúng ta có dịp học qua trong năm rồi, cũng như trong phần đầu của năm nay. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi lời của Chúa. Công vụ các sứ đồ chương 28. Đã được cứu như vậy rồi, chúng ta mới biết cù lao đó tên là Mang Tơ. Thổ nhân đãi chúng ta một cách nhân từ hiếm có. Tiếp rước chúng ta thay thảy gần kề đống lửa lớn đã đốt, vì đang mưa và trời lạnh lẽo. Phaolô lượm được một bó củi khô quăng vào trong lửa, sảy có một con rắn lục từ trong bó củi bị nóng bò ra quấn trên tay người. Thổ nhân thấy con vật đeo lòng thòng trên tay người, bèn nói với nhau rằng: thật người này là ta giết người, nên dầu được cứu khỏi biển rồi, nhưng lẽ công mình chẳng hứng cho sống. Nhưng Phaolô rảy rắn lục vào lửa, chẳng thấy hề chi hết. Họ ngờ người sẽ bị sưng lên hoặc ngã xuống chết tức thì, nhưng đã đợi lâu rồi, chẳng thấy hại chi cho người, bèn đổi ý mà nói rằng: thật là một vị thần. Trong chỗ đó có mấy đám ruộng thuộc về người tù trưởng của đạo ấy, tên là Búp Liu. Người này đãi đằng chúng ta cách mến khách lắm trong 3 ngày. Vả cha của Búp Liu này đương nằm trên giường đau bệnh nóng lạnh và bệnh lỵ. Phaolô đi thăm người, cầu nguyện xong đặt tay lên và chữa lành cho. Nhân đó ai nấy trong đảo có bệnh đều đến cùng Phaolô và được chữa lành cả. Họ cũng tôn trọng chúng ta lắm, và lúc chúng ta đi thì sửa soạn mọi đồ cần dùng cho chúng ta. Sau đó 3 tháng, chúng ta xuống tàu ở Alexandria mà đi, là tàu đã qua mùa đông tại đảo đó và có hiệu là Dioscur. Tới thành Syracuse rồi, chúng ta ở lại đây 3 ngày. Từ nơi đó chạy theo mấy biển Sicily tới thành Regium. Đến ngày mai vì gió nam nổi lên nên sau 2 ngày nữa chúng ta tới thành Busole. Ở đó gặp anh em mời chúng ta ở lại với 7 ngày. Rồi thì đi đến thành Roma. Anh em trong thành này nghe nói về chúng ta, bèn ra đến Forum Appiu và chỗ 3 quán mà đón rước chúng ta. Phaolô thấy anh em thì cảm tạ Đức Chúa Trời và vững chí. Khi chúng ta đã đến thành Roma, Phaolô được phép ở riêng với một người lính canh giữ. Sau 3 ngày, người mời các trưởng lão trong dân Giuđa nhóm lại. Đến rồi người nói rằng: hỡi anh em ta, dẫu tôi chẳng từng làm điều gì nghịch cùng dân chúng hoặc cùng thói tục tổ phụ chúng ta, mà tôi còn bị bắt tại thành Jerusalem và nộp trong tay người Roma. Những người này đã xét việc tôi rồi thì muốn tha ra, vì tôi chẳng hề làm điều gì đáng chết. Song người Giuđa chống cự điều đó, nên buộc tôi kêu nài đến Caesar, nhưng chẳng phải có ý kiện bổn quốc ta đâu. Ấy vì cớ đó mà tôi đã xin gặp anh em và nói chuyện với, vì là bởi sự trông cậy của dân Israel nên tôi mang lấy xiềng này. Các người ấy trả lời rằng: chúng tôi chẳng tiếp thư từ xứ Giu-đê nói về việc anh, và chẳng ai trong anh em đã đến mách cho chúng tôi hay là nói xấu về anh nữa. Do vậy chúng tôi muốn biết anh nghĩ làm sao, vì về phần đạo này chúng tôi biết người ta hay chống nghịch khắp mọi nơi. Họ đã hẹn ngày với người, bèn đến thăm tại nơi nhà trọ rất đông. Từ buổi sáng đến chiều, người có làm chứng và giảng dạy với họ về nước Đức Chúa Trời, lấy luật pháp Môi-se và các đấng tiên tri mà gắng sức khuyên bảo họ về Đức Chúa Giê-xu.
Có người chịu tin lời người nói, có kẻ chẳng tin, bởi chưng họ không đồng ý với nhau và ra về. Nên Phao-lô chỉ nói thêm một lời này: Đức Thánh Linh đã phán phải lắm khi Ngài dùng đấng tiên tri Ê-sai mà phán cùng tổ phụ các ngươi rằng: Hãy đến nơi dân này và nói rằng: Các ngươi lấy lỗ tai nghe mà chẳng hiểu chi, lấy mắt xem mà không thấy gì, vì lòng dân này đã nặng nề, họ bịt lỗ tai, nhắm mắt lại, e rằng mắt mình tự thấy, tai mình tự nghe, lòng mình tự hiểu, và họ trở lại, mà ta chữa cho lành được chăng? Vậy, hãy biết sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời này đã sai đến cho người ngoại, những người đó sẽ nghe theo vậy. Phao-lô ở trọn 2 năm tại một nhà trọ đã thuê, người tiếp rước mọi người đến thăm mình, giảng về nước Đức Chúa Trời và dạy dỗ về Đức Chúa Giêsu Christ cách tự do trọn vẹn, chẳng ai ngăn cấm người hết. Tạ ơn Chúa vì chúng ta được đi ở trong thiên trình, đi về nhà Chúa. Và trong cái thiên trình này thì chúng ta nhận được nhiều ơn phước của Chúa và cũng trao ban nhiều ơn phước của Chúa. Chúa cho chúng ta những ơn phước rất là lạ lùng, và Ngài cũng dùng chúng ta để đem những ơn phước đó đến cho những người khác. Chúng ta thấy rằng sứ đồ Phao-lô đã nhận được rất là nhiều phước khi ông đến trong cái đảo đó. Câu thứ hai thì nói rằng dân địa phương tỏ ra đặc biệt tử tế với chúng tôi, vì trời bắt đầu mưa và lạnh nên họ đốt lửa lên và tiếp đón tất cả chúng tôi. Chúa đã dự bị tấm lòng của những người này để mà tiếp đón sứ đồ Phao-lô và những người cùng đi với ông. Và chúng ta cũng thấy rằng người tù trưởng ở tại đó, người trưởng ở cái vùng đất đó, có cái lòng tốt đối với lại sứ đồ Phao-lô và những người cùng đi với ông. Câu 7 nói rằng gần đó là lãnh địa của Publius, tù trưởng đảo ấy. Tù trưởng mời và tiếp đãi chúng tôi cách niềm nở trong 3 ngày. Lúc ấy thân phụ của Publius đang nằm trên giường vì bị cảm sốt và kiết lỵ. Phao-lô đến thăm, cầu nguyện, đặt tay trên ông và chữa lành. Khi việc này xảy ra, tất cả những người đau yếu trên đảo đều đến với Phao-lô và được chữa lành cả. Họ tỏ lòng quý trọng chúng tôi, nên khi chúng tôi xuống tàu, họ còn cung cấp đồ cần dùng cho chúng tôi nữa. Chúng ta thấy rằng Chúa dùng chúng ta để đem ơn phước đến cho những người khác, như Chúa đã dùng ông Phao-lô để mà đem ơn phước đến cho những người ở tại trên đảo. Nhưng mà Chúa cũng dùng những người trên đảo để mà đem ơn phước của Ngài đến cho sứ đồ Phao-lô. Quý vị có thấy điều đó không? Nhiều khi Chúa dùng chúng ta để đem ơn phước đến cho người khác, mà nhiều khi Chúa lại dùng người khác để đem ơn phước đến cho chúng ta. Ơn phước có 2 phương diện. Một là thuộc thể và phương diện kia là thuộc linh. Về thuộc thể thì sứ đồ Phao-lô đã được tiếp đón một cách tử tế, được sưởi ấm trong đêm mưa lạnh, rồi được quý trọng, được người khác cung cấp đồ cần dùng cho, được Chúa bảo vệ khỏi những nguy hiểm. Và Chúa cũng cho thấy có cái ơn phước là Chúa dùng Phao-lô để đem lại sự chữa lành cho những người ở trên đảo. Rồi ơn phước thuộc linh thì người ta khi kinh nghiệm được quyền năng của Chúa, họ nhìn biết rằng Đức Chúa Trời là Đức Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời. Mới đầu họ lầm tưởng sứ đồ Phao-lô là một vị thần. Nhưng mà chúng ta biết như lần trước người ta đem tới những tràng hoa, là con bò để mà tôn thờ Phao-lô và ông Ba-na-ba, thì họ, xin lỗi ông Si-la, thì họ nói không, chúng tôi không phải là những vị thần. Ở đây thì sứ đồ Phao-lô bằng cách cầu nguyện cho thấy rằng ông là một con người cần đến ơn của Chúa, cần đến một vị thần cao cả hơn, không phải là ông là một vị thần. Và khi mà người ta đưa ông đến gặp một người cha của ông tù trưởng bị bệnh, thì việc đầu tiên mà sứ đồ Phao-lô làm là cầu nguyện. Ông cầu nguyện bày tỏ cái sự lệ thuộc của ông, sự tôn thờ của ông, sự gắn bó, gắn liền của ông đối với Chúa. Và qua sự cầu nguyện, Phao-lô cho người ta biết rằng Đức Chúa Trời mới chính là đấng chân thần, ông không phải là một vị thần. Chúa dùng ông để đem ơn phước thuộc linh đến với những người đó. Kinh Thánh không có ghi lại rằng Phao-lô giảng về Chúa cho những người ở đó, nhưng tôi tin chắc rằng ông Phao-lô không bao giờ bỏ qua một cơ hội nào,
vì thường thường đi kèm với những dấu kỳ và phép lạ là lời Chúa được rao truyền ra. Thưa quý vị, có hai cái ơn phước ở trong cuộc sống. Đó là cái ơn nhận lãnh và cái ơn ban trao. Ơn nhận lãnh và ơn ban trao. Chúa Giêsu nói rằng ban cho có phước hơn là nhận lãnh. Nhận lãnh là một cái phước phải không quý vị? Nhưng mà ban cho là một cái phước lớn hơn. Trong cái ơn phước nhận lãnh thì chúng ta thấy có những cái ơn phước phổ thông, như là mưa nắng, Chúa ban cho mọi người, toàn cõi vũ trụ thiên nhiên này Chúa đã tạo dựng nên cho chúng ta để chúng ta tận hưởng. Đó là những cái phước lành. Thứ hai là những ơn phước hàng ngày mà Chúa ban cho chúng ta. Chúa ban cho chúng ta được có cơm ăn, áo mặc, có nhà ở, có xe chạy. Chúa cấp cho những cái nhu cầu cần dùng hàng ngày của chúng ta. Chúng ta biết Chúa là đấng chân thần, là đấng chân chiên, và bởi Chúa mà chúng ta không thiếu thốn gì. Đức Giê-hô-va là đấng chân giữ tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Và Chúa bảo chúng ta trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, rồi Ngài sẽ ban cho chúng ta mọi điều ấy nữa. Mọi điều ấy nữa là gì? Là điều mà dân ngoại thường tìm, là cơm ăn áo mặc. Cho nên rằng những điều đó mình cần phải tìm, nhưng mà trước hết là phải tìm kiếm nước Đức Chúa Trời, rồi Chúa sẽ ban thêm mọi điều ấy nữa. Đó là những ơn phước hàng ngày. Rồi chúng ta cũng nhận lãnh được những ơn phước thuộc linh. Ê-phê-sô đoạn 1 câu 3 thì nói rằng Đức Chúa Trời đã cho chúng ta trong Đấng Christ mọi ơn phước thuộc linh ở các nơi trên trời. Cảm ơn Chúa. Và Phi-rơ nhì đoạn 1 câu 3 thì nói rằng quyền năng của Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta tất cả những điều cần thiết cho sự sống và sự tin kính. Chúa đã ban cho chúng ta tất cả những điều cần thiết cho đời sống thuộc linh của chúng ta, cho đời sống tâm linh của chúng ta và cho một cái nếp sống thánh khiết đẹp lòng Chúa. Và rồi chúng ta cũng nhận được cái ơn phước vĩnh hằng, đó là sự sống đời đời, đó là Chúa Giêsu Christ. Chúa Giêsu là cái ơn phước đời đời mà Chúa đã ban cho chúng ta. Giăng đoạn 3 câu 16 nói rằng vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Chúng ta có sự sống đời đời vì chúng ta có Chúa Giêsu. Khi quý vị lấy đức tin mà kết hiệp với Chúa Giêsu Christ thì quý vị có sự sống đời đời, không phải do công đức của quý vị, nhưng bởi quý vị được gắn bó với Chúa Giêsu Christ. Đó là cái ơn phước lớn lao mà Chúa đã ban cho chúng ta và chúng ta đã tiếp nhận từ nơi Chúa. Và một điểm nữa mà trong Ê-phê-sô có nói đến là chúng ta là những người đã được Chúa tạo dựng nên trong Đấng Christ để mà hưởng tất cả những ơn phước thuộc linh mà Chúa dành để cho chúng ta. Cái vai trò chính yếu của chúng ta trong cuộc sống không phải là để đi nói về Chúa cho những người khác, không phải để làm điều gì, nhưng để làm cái người tiếp nhận sự nhân lành và ân điển của Đức Chúa Trời. Chúa đã tạo dựng nên chúng ta để bày tỏ ra cái sự vinh quang của Chúa qua ân điển mà Ngài muốn bày tỏ cho chúng ta, qua lòng nhân từ lớn lao của Ngài dành cho chúng ta trong Đấng Christ Jesus. Đó là cái ơn nhận lãnh. Có nhiều người chỉ muốn ban cho nhưng không nhận lãnh. Nhưng mà thưa quý vị, nếu mình không nhận lãnh thì mình lấy đâu mà mình ban cho? Phải không quý vị? Trước khi mình muốn đem ơn phước của Chúa đến cho những người khác thì mình phải tiếp nhận, mà mình cũng phải khiêm nhường đủ để mà tiếp nhận những ơn phước mà Chúa ban cho đến từ những người khác. Và Chúa Giêsu cho chúng ta thấy rõ điều đó, rằng nhận lãnh là một ơn phước nhưng mà ban cho là một ơn phước lớn hơn. Cả hai đều là ơn phước đến từ nơi Chúa. Có lẽ quý vị biết về ông Rockefeller, John D. Rockefeller. Ông khi còn là một thanh niên là một người to con, cao lớn, khỏe mạnh. Và khi ông vào thương trường thì ông làm việc ngày đêm hùng hục như là con bò. Và ông đã trở thành triệu phú năm 33 tuổi. Và đến năm 43 tuổi, ông điều hành một cái cơ quan thương mại lớn nhất trên thế giới. Và đến năm 53 tuổi, ông là người giàu có nhất trần gian. Nhưng rồi ông bị mắc phải một cái chứng bệnh làm cho ông bị rụng tóc. Và cái bộ phận tiêu hóa của ông quá tệ, đến nỗi tiền vàng bạc bể như thế nhưng mà chỉ ăn được cracker, tức là bánh lạc, và uống sữa mà thôi. Một đêm ông không có ngủ được. Ông nhận thấy rằng ông không thể nào đem được một đồng xu nào qua thế giới bên kia.
Mọi sự là cái lâu đài xây trên cát, khi sóng tuyên truyền triều tràn vào thì xóa sạch tất cả. Ông thấy rằng tiền bạc không phải là hàng hóa để mà tích trữ, nhưng là một điều để mà chia sẻ. Và sáng hôm sau khi thức dậy, ông lập tức tìm cách để mà biến tiền bạc thành những ơn phước đem đến cho những người khác. Và ông đã thành lập một cái cơ quan Rockefeller Foundation để mà chuyển tải tài sản của ông đến với những chỗ có nhu cầu. Ông hiến hàng trăm triệu đô la cho các trường đại học, cho các bệnh viện, cho công cuộc truyền giáo và cho những người thiếu may mắn. Cái sự chú trọng, cái mục tiêu của cuộc sống của ông không còn là nhận lãnh nữa, nhưng mà ban trao. Kết quả là ông không có chết năm 53 tuổi, vì lúc đó ông già đến nỗi mà người ta nhìn ông 53 tuổi tưởng đâu là cái ông cụ 83, 93 tuổi. Cái mặt mày xấu xí, mặc dù là giàu có nhất trên trần gian. Nhưng mà khi ông bắt đầu làm cái việc mà ban trao như thế thì cuộc đời của ông được thay đổi. Và ông sống đến năm 98 tuổi. Ông Rockefeller, tôi biết là ông có đi nhà thờ, ông dâng hiến cho công việc Chúa, mà không rõ ông có phải là một người được tái sanh hay chưa. Nhưng ông khám phá được một cái luật chân lý của Đức Chúa Trời đã lập ra. Đó là ban cho tốt cho chúng ta. Điều đó làm cho đời sống chúng ta trở nên phong phú. Không phải là nhận lãnh, tích trữ, hoarding làm cho mình phong phú, nhưng mà sự ban cho làm cho cuộc sống chúng ta trở nên phong phú. Cái ơn phước trao và nhận. Sứ đồ Phaolô đã nhận những cái phước mà Chúa đem đến cho ông qua những người thổ nhân, và Chúa cũng dùng ông để đem ơn phước đến cho những người tại những người thổ dân ở tại đó trên đảo. Có hai cái loại ơn phước dễ bị lãng quên. Nhìn chúng ta khó nhìn thấy, đó là những ơn phước thuộc linh mà Chúa ban cho chúng ta. Tại vì là thuộc linh là vô hình, cho nên chúng ta không thấy và chúng ta thường bỏ qua. Và thứ hai là những cái ơn phước đơn giản, những cái gì mà chúng ta nhận lấy hàng ngày mà chúng ta quên đi, đó là những cái ơn mà Chúa ban cho chúng ta. Một người thật sự quý trọng những cái ơn phước đơn giản là ông Viktor Frankl. Ông là tác giả của cuốn sách Man's Search for Meaning. Cuốn sách này bán rất chạy, trên 300 triệu cuốn đã được bán. Và ông trước kia là đã từng ở tù của Đức Quốc xã. Và ông trải qua nhiều cái nỗi kinh hoàng không thể tưởng tượng được ở trong nơi chết chóc đó. Và trong cái cuốn sách này thì ông viết về cái giấc mơ của các người bạn ở trong các trại tập trung Auschwitz và Dachau. Và ông viết như thế này. Ông nói rằng những người tù thường mơ về điều gì nhất? Về bánh mì, bánh ngọt, thuốc lá vừa được tắm bằng nước ấm. Vì các ao ước đơn giản này không được đáp ứng, nên người tù tìm cách làm thành những khao khát đó trong giấc mơ. Ôi, những cái điều đơn giản, bánh mì thôi quý vị, không có. Nhiều khi chúng ta thấy có bánh mì mà chúng ta không thèm quý, chúng ta để đó cho nó khô rồi cho vịt ăn. Nhưng mà thưa quý vị, tất cả những gì Chúa ban cho chúng ta phải quý. Bà Ruth Graham, bà cầu nguyện cái lời cầu nguyện đơn giản. Ngồi xuống bàn ăn và nói là cảm ơn Chúa cho con có những cái nĩa muỗng dao để mà ăn, cho con có cái dĩa để đựng thức ăn, cho con có cái ghế, cái bàn để ngồi. Biết bao nhiêu người họ phải ngồi ngoài đường bóc bằng tay để mà ăn, không có bàn, không có ghế. Cảm ơn Chúa. Và bà biết ơn Chúa về những điều đơn giản nhỏ nhặt ở trong cuộc sống. Khi mục sư Võ Ngọc Thiên Lộc đến Mỹ sau nhiều năm tù ở tại miền Bắc, tôi hỏi ông rằng kinh nghiệm ở trong tù của ông như thế nào, xin cho tôi biết. Thì ông nói rằng ông trong suốt mấy năm tù đó chỉ có một cái sự ao ước. Ao ước là được ăn một bữa cho no. Ao ước để ăn một bữa cho no. Thưa quý vị, nhiều khi chúng ta quên đi những cái ơn phước đó. Chúng ta muốn có những ơn phước nào lớn lao, nhưng Chúa ban cho chúng ta những ơn phước hàng ngày. Chúng ta nhận lãnh và chúng ta biết ơn Chúa. Có một lần
bà nấu bếp trong một cái nông trại, gõ cái chuông rồi kêu mọi người tới ăn. Come in, get it, come in, get it. Khi họ ngồi vào ở trong bàn ăn thì thấy toàn là mấy cái rơm gì đó cho mấy con bò đã ăn không à. Ô, mấy người giận quá, bà đùa với chúng tôi hay sao như vậy? Bà nói, tôi đâu biết. Mấy lần trước tôi mỗi lần gọi vô là có steak mà đâu có ai khen là ngon hay dở đi đâu. Lần này thì rơm thì mấy quý vị mới nói à, là cảm ơn quý vị cho tôi biết lần sau tôi sẽ làm steak cho quý vị ăn. Nhiều khi mình có những cái điều Chúa ban cho bánh ăn đầy tràn, chúng ta không biết ơn Chúa, chúng ta muốn gì hơn nữa, thêm nữa, thêm nữa, thêm nữa. Thưa quý vị, trong bước đường đi theo Chúa, chúng ta được Chúa ban cho ơn phước từ những người khác. Chúng ta phải khiêm nhường đủ để mà nhận những ơn phước đó. Và có những lúc Chúa dùng chúng ta để đem ơn phước đến cho những người khác. Chúng ta không phải là nguồn ơn phước, nhưng chúng ta là luồng ơn phước, quý vị. Hai sự đó khác biệt. Nguồn ơn phước là cái ơn phước đến từ chúng ta, nhưng không phải. Chúng ta chỉ là cái luồng để chuyển ơn phước của Chúa đến cho những người khác. Mà nếu chúng ta không trung tín đó, thì chúng ta nhận lấy cái ơn phước rồi chúng ta giữ lấy cho mình, mà chúng ta không có chuyển trao cái ơn phước mà Chúa muốn đem đến cho những người khác qua chúng ta. Và trên bước đường đi theo Chúa, không những là những ơn phước được trao và nhận, nhưng chúng ta cũng có cái tình thân ở trong Chúa đem lại cái sự khích lệ. Khi Phaolô đi đến gần tới Roma, cách Roma khoảng chừng 46 dặm, tức là khoảng chừng 64 km, thì có những người ra để mà tiếp rước ông. Trong câu thứ 15 thấy rằng các anh em ở đó nghe tin chúng tôi đến thì ra tận Forum Appius và chỗ ba quán để đón. Phaolô thấy anh em thì cảm tạ Đức Chúa Trời và thêm can đảm. Mặc dù sứ đồ Phaolô chưa đến thăm thành Roma lần nào, nhưng mà dựa trên những lời chào thăm của ông đã, trong cái thơ mà ông viết cho họ, các tín hữu ở tại Roma, tức là thơ Roma chương thứ 16, thì chúng ta thấy rằng ông có nhiều người quen ở tại đó. Và khi gặp các tín hữu thuộc hội thánh Roma thì Phaolô cảm tạ Chúa và thêm can đảm. Cái từ thêm can đảm trong nguyên tác là lấy can đảm. Ông được khích lệ, ông được trở nên mạnh dạn hay là can đảm trước những sự nguy hiểm trước mắt hay là những nguy hiểm có thể xảy đến. Trước khi gặp các anh em tín hữu tại Roma thì mặc dù ông biết ông sẽ đi về Roma để mà chịu xét xử, nhưng mà chuyện đó còn xa, phải không quý vị? Chưa tính tới thôi, còn từ từ để tính tới. Nhưng mà khi cái sự nguy hiểm đến gần rồi thì Phaolô được khích lệ. Ông nghĩ đến cái sự khi gặp anh em ở tại Roma thì ông biết rằng ông đã đến gần Roma rồi. Bây giờ ông gặp được các tín hữu đến đón ông. Ông vui mừng cảm tạ Đức Chúa Trời vì sự hiện diện của họ có nghĩa rằng ông gần đạt đến đích rồi. Quý vị nhớ rằng Phaolô có cái sự khao khát. Ông mong muốn được đến Roma để giảng tin lành cho các tín hữu tại đó. Và ông có cái sự mạnh dạn và can đảm vì ông không phải làm cái công tác này một mình, nhưng mà có các tín hữu ở tại đó giúp ông trong công việc đó. Thưa quý vị, chúng ta cần hội thánh. Chúng ta không phải là những cái hòn than để riêng rẽ một mình. Quý vị biết việc gì xảy ra cho mấy cái hòn than mà nó bị tách ra, nó tắt nữa mà. Nhưng mà chúng ta là những hòn than được kết chung với nhau, và bắt đầu những cái hơi ấm, hơi nóng đó nó làm cho than được cháy lên, cháy bùng lên. Cũng vậy, chúng ta không phải là những tín hữu riêng rẽ, nhưng chúng ta có anh em chúng ta. Nếu ông bị bắt buộc phải ở trong tù, ngồi đó bị cùm tay cùm chân, thì Phaolô cũng vui vẻ để mà ca ngợi Chúa. Nhưng mà ông thà ở cùng với anh em thì hơn. Ông đi chuyến hành trình dài, có Luca cùng đi, có Apodic cùng đi, nhưng mà khi gặp anh em tín hữu tại Roma thì ông vui mừng cảm tạ Chúa và ông thêm can đảm. Chúng ta cần hội thánh của Chúa. Thứ nhất là để cùng hiệp lực với nhau làm công việc Chúa. Chúa Giêsu nói rằng các ngươi sẽ làm việc ta làm và làm việc lớn hơn nữa. Làm sao chúng ta có thể làm công việc của Chúa làm và làm việc lớn hơn nữa, quý vị?
là khi chúng ta, những người tín hữu kết hợp với nhau thành những nhóm tín hữu kết hợp với nhau thành ra hội thánh của Chúa, và hội thánh của Chúa ở khắp toàn cầu thì làm nhiều phép lạ, làm nhiều việc thiện, làm nhiều việc có ích, đem được nhiều người đến với Chúa, an ủi được nhiều người mệt nhọc, ban sự bình an cho những người đau buồn, đem hy vọng đến cho người khốn cùng hơn là Chúa Giê-xu. Khi Ngài tại thế, Chúa Giê-xu làm việc của Ngài qua hội thánh của Ngài ngày hôm nay nhiều hơn là lúc Ngài ở tại Palestine. Mặc dầu Chúa làm rất nhiều, nhưng bây giờ Chúa nói rằng các ngươi sẽ làm công việc ta làm, và các ngươi sẽ làm việc lớn hơn nữa, là khi chúng ta kết hợp với nhau thành hội thánh của Chúa. Và qua hội thánh của Đức Chúa Trời, Ngài sẽ làm nhiều việc lớn lao, đem phước hạnh của Chúa đến cho toàn nhân loại. Và thứ hai là chúng ta cần hội thánh của Chúa để mà khích lệ và nâng đỡ nhau. Và chúng ta có cái sức mạnh ở trong đám đông, phải không quý vị? Trong truyền đạo đoạn 4 câu 9, truyền đạo đoạn 4 câu 9 thì nói rằng hai người hơn một vì họ sẽ được công giá tốt về công lao của mình. Câu 12 nói rằng hơn nữa, nếu ở một mình dễ bị người khác áp đảo, nhưng hai người thì có thể chống cự lại. Một sợi dây bện ba tao thật khó đứt, sự thăng tiến cũng chỉ là hư không. Two are better than one because they have a good reward in their toil. And though a man might prevail against one who is alone, two will withstand him. A threefold cord is not quickly broken. Tuyệt vời, phải không quý vị? Cho nên Chúa muốn chúng ta kết hợp với nhau, vì có cái tình thân ở trong Chúa, có sự gắn bó. Tôi một lần nữa khích lệ quý vị hãy đến, không phải chỉ đến thờ phượng Chúa vào sáng Chủ nhật mà thôi, nhưng hãy ở lại thông công với anh em qua sự học lời Chúa. Nhưng không phải những vậy thôi, mà hãy đến trong những cái buổi tình thân, những cái buổi cầu nguyện, những cái buổi học kinh thánh, để chúng ta được khích lệ ở trong ơn của Chúa, để chúng ta khích lệ lẫn nhau, gây dựng cho nhau, cầu nguyện cho nhau. Và chúng ta không thể làm những điều đó cho nhau nếu chúng ta không có đến gần nhau. Cho nên mời quý vị hãy tham dự, hãy đến trong các những buổi tình thân đó để cùng nhau gây dựng nhau trong Chúa. Khi gặp quý vị, các tín hữu khác có thêm can đảm, có được khích lệ trong Chúa không? Có người chia sẻ một cách để mà ông khích lệ các anh em ở trong cái nhóm tình thân của ông là dùng một phương thức rất là đơn giản. Khi nói một điều gì hay là về một người nào thì ông dùng cái chữ think, T-H-I-N-K. T là true, cái điều đó có đúng không? Is it true? H là helpful, cái điều đó có ích lợi không? Is it helpful? I là inspiring, điều đó có gây dựng không? Is it inspiring? N là necessary, điều đó có cần thiết không? Có cần để mình nói ra không? Is it necessary? Và K là kind, điều đó có tốt lành không? Is it kind? Think. Mà khi chúng ta áp dụng cái điều đó vào trong đời sống của chúng ta, trong mối liên hệ với anh em, thì chúng ta sẽ gây dựng cho anh em và không có gây cái sự đổ vỡ. Trong những cái nhóm tình thân là thật sự là chúng ta đến để mà gây dựng lẫn nhau, nhưng mà nhiều khi đến đó nó lại gặp cái sự căng thẳng, là tại vì mình không áp dụng cái chữ think này, cái gì mình cũng bộc lộ ra hết cho nên làm cho nó sự căng thẳng. Mình nói ra, mình cần phải gọi là transparent, mình nói ra những cái yếu đuối lỗi lầm của mình, nhưng mà đừng có bắt lỗi ai ở đó cả. Mình cần nói ra những lỗi lầm, những yếu đuối để mà gây dựng lẫn nhau, vì tất cả chúng ta đều cùng ôm một cái phao, chúng ta cũng còn đang phải tranh đấu, chúng ta chưa có về nước trời. Cho nên tôi cũng như quý vị mỗi ngày phải đối diện với sự cám dỗ, đối diện với tội lỗi, đối diện với những khó khăn. Cho nên chúng ta là những người đồng hành với nhau, cùng chia sẻ những cái khó khăn cho nhau, gây dựng cho nhau. Và chúng ta đừng có bắt lỗi nhau, nhưng hãy an ủi nhau và đem ơn của Chúa đến cho nhau để có thể gây dựng cho nhau ở trong Chúa. Và rồi chúng ta có cái mục đích ở trong cuộc sống, không phải chúng ta chỉ trao ban những ơn phước của Chúa và tiếp nhận những ơn phước của Chúa, không phải chỉ chúng ta khích lệ anh em trong cái mối thông công, nhưng chúng ta sống là để hầu vì Chúa. Sự rao truyền Đấng Christ là mục đích tối hậu của cuộc đời của chúng ta.
Cái cuộc hành trình của sứ đồ Phaolô đi về La Mã không phải là về đó để mà chịu xét xử, không phải về đó để mà là tranh biện cho chính ông, nhưng về đó để trình bày đấng Christ cho những người ở tại Roma. Ông đã viết thơ Roma và có ông nói lên cái sự ao ước của ông. Ông đang tôi ước ao đến với anh em để rao giảng phúc âm cho anh em. Câu thứ 23 nói rằng sau khi định ngày gặp ông, họ đến thăm ông và tại nhà trọ rất đông. Từ sáng đến chiều, ông cứ làm chứng và giải nghĩa cho họ về vương quốc Đức Trời, lấy luật pháp Môsê và các lời tiên tri mà cố gắng thuyết phục họ về Đức Chúa Giêsu. Sống để làm gì? Ông nhà tâm lý học Marston, ông là một luật sư, là một nhà tâm lý học, là người đã sáng chế ra máy để mà phát hiện người ta có nói láo hay không. Và rồi ông cũng là người viết những cái hình sách hình vẽ đó, sách bị chuyện bằng tranh Wonder Woman. Ông này rất là đặc biệt quý vị, là một luật sư hay là một nhà sáng chế rồi nhà viết văn lạ lùng lắm. Và trong cuốn sách của ông thì ông đã hỏi 3.000 người câu hỏi rằng quý vị sống để làm gì, sống để làm gì, và có 94% nói rằng tôi sống để mà chịu đựng ngày hôm nay và trông mong tới ngày mai. Chịu đựng ngày hôm nay, chịu đựng hiện tại để chờ mong tương lai. Sống nghĩ là ngày mai sẽ tốt hơn hôm nay thì thôi tôi ráng để mà sống, nhưng mà để tương lai sẽ tốt hơn. Chờ cho con lớn, cho con nó lập gia đình, cho nó ra riêng. Chờ đến năm sau, chờ có dịp để được đi cái chuyến du hành mà mình hằng mơ ước. Chờ đợi tương lai. Họ quên đi rằng mọi người chỉ có hôm nay. Ngày hôm qua đã qua rồi và ngày mai không bao giờ tới, quý vị. Quý vị, chúng ta chỉ có hôm nay mà thôi. Hôm nay là cái món quà mà Chúa ban cho chúng ta. Chúng ta sống để làm gì? Sứ đồ Phaolô sống là sống cho Chúa. Sống là để trình bày về Chúa cho những người khác. Ông Phaolô sống để làm chứng. Rất tiếc tôi không có ghi ở đây. Làm chứng trong câu thứ 32, ông làm chứng cắt nghĩa và cố gắng thuyết phục những người ở tại đó về Chúa Giêsu. Làm chứng là gì? Là công bố một cách long trọng về điều mình biết là thật. Khi quý vị được mời ra tòa để làm chứng, hay quý vị được mời tới quốc hội để mà điều trần, thì quý vị thuật lại một cách long trọng cái điều mình biết là thật. Phaolô đã gặp Chúa Giêsu trên con đường Đa-mách, và ông là một nhân chứng của Chúa Giêsu vì ông đã gặp Ngài và được biến đổi bởi Ngài. Chúng ta làm chứng là khi chúng ta đã gặp Chúa Giêsu Christ và chúng ta đã được Ngài biến đổi. Cho nên chúng ta thuật lại cho người khác, làm chứng long trọng rằng tôi đã gặp Chúa Giêsu, Ngài đã đụng chạm đến cuộc đời của tôi đã được Chúa cứu rỗi và được Chúa biến đổi, và tôi muốn làm chứng cho Chúa rằng Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời, Ngài là đấng sống. Giải nghĩa, Phaolô giải thích cho mọi người biết bằng cách đưa thêm những cái dữ kiện. Ở đây là ông cố gắng thuyết phục họ về Đức Chúa Giêsu dựa trên luật pháp Môi-se và các lời tiên tri. Phaolô căn cứ trên lời Chúa trong Ngũ Kinh Môi-se và các sách tiên tri mà cắt nghĩa cho người ta hiểu rằng Chúa Giêsu chính là đấng Messiah, là đấng được sức dầu và Đức Chúa Trời để hứa ban đem lại sự cứu rỗi cho người Do Thái và cả nhân loại. Và thuyết phục là gì quý vị? Là làm cho người ta tin và hành động theo cái lời nói của mình hay lời đề nghị của mình. Đó là thuyết phục. Thuyết phục là làm cho người ta tin, mà không phải tin mà thôi, nhưng mà hành động theo cái điều mà mình muốn trình bày cho họ. Phaolô cố gắng thuyết phục những người nghe ông để họ quay đến với Chúa, ăn năn tội, quay đến với Chúa Giêsu để nhận được sự cứu rỗi. Đó là thuyết phục. Như vậy, ông Phaolô đến tại Roma không phải để mà kiện người Do Thái. Ông tới, ông điều đầu tiên tập hợp mọi người lại, nói là không, tôi không phải là kiện chân về anh em đâu. Mấy người kia nói là tôi cũng đâu có nghe chuyện gì đâu. Không. Sau rồi ông Phaolô được tự do ở trong nhà, được giam lỏng, có một người lính La Mã ở với ông. Ông thuê cái nhà ông ở đó và suốt 2 năm ông giảng tin lành của Chúa.
Thưa quý vị, sống mà không có cái chương trình của Chúa cho đời sống thì giống như là mây áo quần với một cái kim mà không có chỉ, hay là viết tiểu sử của cuộc đời mình bằng một cái viết mà không có mực. Mây áo quần bằng cái kim mà không có chỉ chẳng ích gì cả. Viết một cái tiểu sử cuộc đời của mình mà bằng cái mực mà cái viết mà không có mực thì cũng chẳng có gì cả. Nếu chúng ta sống, chúng ta làm lụng, chúng ta học hành, chúng ta làm tất cả mọi sự mà không phải vì Chúa sẽ không còn gì cả quý vị ơi. Giống như là mây một cái áo bằng cái kim không có chỉ. Chúng ta có thể tích lũy một cái chương mục rất là lớn. Chúng ta có thể có một cái nhà rất là đẹp. Nhắm mắt lìa đời không còn gì hết. Khi về thiên đàng Chúa hỏi con sống để làm gì? Mục đích con sống để làm chi? Quý vị sẽ thưa với Chúa như thế nào? Cái điều mà buồn nhất là khi mà nằm đó gần tới hơi thở cuối cùng rồi, nó là tiếc quá. Tiếc quá, tôi đã không dâng cuộc đời để sống cho Chúa. Bây giờ tôi gặp Chúa biết nói năng với Chúa như thế nào? Chúng ta bước đi trong linh trình không phải để lo cho chính mình, nhưng để rao giảng sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Cái tin lành mà chúng ta rao giảng đơn giản lắm quý vị, là Đức Chúa Trời là đấng yêu thương chúng ta mặc dầu chúng ta là những con người có tội. Vì yêu thương chúng ta cho nên Đức Chúa Trời đã ban con một của Ngài là Chúa Giêsu đến trần gian này để chịu chết thay vì tội của chúng ta. Và Chúa Giêsu chết không phải là chết luôn, nhưng Ngài đã sống lại từ cõi chết và Ngài hiện đang sống để tha tội cho chúng ta và ban ơn cứu rỗi cho chúng ta. Vì chỉ nhờ ân điển bởi đức tin mà chúng ta được cứu. Điều đó không phải đến từ chúng ta, mà là sự ban cho của Đức Chúa Trời, một tặng phẩm của Đức Chúa Trời. Điều đó không phải đến từ chúng ta để không ai có thể tự hào. Ồ, tôi đây là người tài đức, tôi đây là người có lập được nhiều điều thiện đức, làm được nhiều điều tốt cho người khác, cho nên tôi được cứu. Không ai cả. Tất cả mọi người đều đã phạm tội trước mặt Chúa. Vì sự cứu rỗi đến với chúng ta không phải do cái cố gắng của chúng ta, cho nên sự cứu rỗi đó cũng không thể mất đi khi chúng ta phạm tội. Vì thấy, quý vị thấy rõ như vậy, khi chúng ta là người có tội thì chúng ta được cứu. Cho nên bây giờ nói chúng ta phạm tội thì chúng ta vẫn được cứu vậy. Cái con người tội lỗi này chỉ giang tay ra đón nhận sự cứu rỗi từ nơi Chúa, không phải là mình làm được gì để cho nên hết tội đâu. Cho nên chúng ta cần phải rao giảng phúc âm đó cho chính chúng ta mỗi ngày quý vị. Chúng ta cần phải nói rằng mình được cứu không phải là vì là mình là người tốt, không phải là mình là người đáng mến, là người dễ thương, là người đã làm được nhiều điều đẹp lòng Chúa. Mình được cứu là tại vì ơn của Chúa dành cho mình. Ơn của Chúa là lớn lao vô cùng. Nhưng mà thưa quý vị, ơn Chúa dành cho chúng ta không phải là uổng đâu. Ơn của Chúa đến với chúng ta, chấp nhận chúng ta dầu chúng ta là người có tội. Nhưng mà ơn đó là cái sức thiên từ nơi Chúa để biến đổi chúng ta và giúp chúng ta sống cuộc đời theo Chúa. Ơn điển cứu chúng ta khỏi hình án của tội lỗi cũng là cái ân sức giải phóng chúng ta khỏi quyền lực của tội lỗi, và là ân sủng giải thoát chúng ta khỏi sự hiện diện của tội lỗi. Cho nên ân sủng là cái tình yêu của Chúa dành cho chúng ta mặc dầu chúng ta không xứng đáng với tình yêu của Ngài. Mà ân điển cũng là sức lực Chúa ban cho chúng ta mặc dầu chúng ta là những con người bất lực, để làm cái điều mà chúng ta không thể làm. Đó là ơn. Ơn là Chúa giúp cho chúng ta làm được cái điều mà chúng ta không thể làm. Ơn là một mặt là Chúa tiếp nhận chúng ta mặc dầu chúng ta không xứng đáng với tình yêu của Chúa. Nhưng mà ơn cũng là quyền năng Chúa ban cho chúng ta để có thể làm được cái điều mà bởi sức riêng chúng ta không thể làm được. Đó là ơn. Cho nên cảm ơn Chúa. Chúng ta đến với Chúa là nhờ ơn của Chúa. Đó là Chúa Giêsu Christ. Đó là phúc âm. Chúng ta cần phải rao giảng điều đó cho chính chúng ta, cho những người thân yêu của chúng ta, cho con cái của chúng ta, cho bạn hữu của chúng ta và cho mọi người. Sứ đồ Phao-lô nói rằng ông muốn đến tại Roma để làm gì? Để rao giảng tin lành cho anh em, không phải là rao giảng cho những người chưa biết Chúa, nhưng mà ông muốn rao giảng tin lành cho những người tín đồ. Chúng ta cần được nghe rao giảng tin lành mỗi ngày quý vị. Chúng ta cần biết rằng chúng ta được cứu là nhờ ơn của Chúa, không phải bởi sức của chúng ta. Và bây giờ Chúa cứu chúng ta thì chúng ta sống để mà xứng đáng với ơn mà Chúa đã ban cho chúng ta.
quý vị sống để làm gì? Sứ đồ Phaolô sống là để rao truyền về vương quốc của Đức Chúa Trời và danh của Chúa Giêsu. Vương quốc của Đức Chúa Trời tức là biểu hiệu của sự thực nghiệm lời hứa của Chúa đối với dân sự của Ngài. Chúa Giêsu đã đến, Ngài làm vua, Ngài làm vua trên cuộc đời của chúng ta và Ngài sẽ trở lại để làm vua trên toàn cõi nhân loại. Và chúng ta muốn rao báo cho mọi người biết rằng Chúa Giêsu đã đến, Ngài đã về trời và Ngài sẽ trở lại. Chúng ta muốn làm một cái công cụ để Chúa chuyển tải ơn phước của Ngài đến cho những người khác, và cái ơn lớn nhất là sự cứu rỗi qua Chúa Giêsu Christ. Quý vị ơi, chúng ta đi trên linh trình, chúng ta có những ơn phước. Chúa Giêsu đã đem những ơn phước lớn lao nhất đến với chúng ta. Qua Ngài, chúng ta được giải hòa với Đức Chúa Trời và được tận hưởng tình yêu của Đức Chúa Trời. Quý vị có cảm ơn Chúa không? Cảm ơn Chúa. Và chúng ta cũng muốn mọi người khác được đến với Chúa và hưởng ơn phước của Ngài. Chúng ta là những người thọ ơn và chúng ta là những người chuyển ơn. Chúng ta là những luồng để mà chuyển ơn phước của Chúa đến những người khác. Rồi chúng ta đến gần với nhau trong mối thông công để mà khích lệ lẫn nhau. Chúa đã ban cho chúng ta các anh em trong Chúa để nâng đỡ khích lệ khi chúng ta có cần. Đến gần với những người yêu mến Chúa, quý vị sẽ được khích lệ trong bước đường theo Chúa và hầu việc Ngài. Cho nên đừng có sống riêng rẽ, đừng sống một mình. Hãy đến với lại anh em, gần gũi với anh em. Hãy gọi điện thoại cho nhau, cầu nguyện cho nhau, chia sẻ cho nhau, đến thăm nhau, mời nhau đi ăn hay là đến nhà ăn chung với nhau, chia sẻ những lời Chúa. Đừng có nói chuyện phím, nói chuyện là không đâu vào đâu, nhưng hãy gây dựng cho nhau ở trong Chúa để khích lệ lẫn nhau, để khi chúng ta gặp lẫn nhau là chúng ta được mạnh mẽ hơn ở trong Chúa. Giống như Phaolô gặp các tín hữu ở tại Roma và ông được trở nên mạnh mẽ hơn, ông được khích lệ, ông được phấn chí. Rồi Chúa dùng chúng ta để rao giảng, rao ra về ân sủng của Chúa. Chúa Giêsu đã đến trần gian này để thành lập vương quốc của Ngài ở trong lòng chúng ta là những người tin nhận Chúa. Và khi chúng ta rao truyền về vương quốc của Chúa và về Chúa Giêsu thì người ta cũng được ơn cứu rỗi của Chúa khi họ tin nhận Ngài. Quý vị có muốn những người chung quanh mình biết về Chúa không? Quý vị có muốn những người thân yêu của mình biết về Chúa không? Tôi tin chắc rằng quý vị muốn. Có người gật đầu, có người ngồi yên, nhưng mà tôi chắc chắn là quý vị muốn những người, mọi người đều biết Chúa, phải không quý vị? Và chúng ta là những người đã thọ ơn thì chúng ta phải là những người chuyển ơn. Chúng ta phải đem ơn của Chúa đến cho người khác, đừng có giữ lấy cho mình. Chúng ta phải có mục đích trong cuộc sống chúng ta, không phải để làm giàu, không phải để thành công, thành đạt, để mà thỏa mãn, hưởng thụ cho cuộc sống này. Nhưng chúng ta, mục đích cuộc sống của chúng ta là đem ơn phước của Chúa Giêsu, tức là Chúa Giêsu đến cho mọi người. Xin ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa Thánh, chúng con cảm ơn Chúa vì trên bước đường đi theo Chúa, chúng con nhận rất nhiều ơn phước từ nơi Chúa. Chúa đem đến những ơn phước đó một cách rất là nhẹ nhàng qua những người thân yêu của chúng con. Từ lúc còn bé nhỏ, chúng con đã được mẹ, cha ẵm bồng nuôi nấng dạy dỗ. Khi lớn lên, chúng con được thầy cô dạy dỗ, chúng con học ra trường đi làm, chúng con có được công ăn việc làm, có được bánh ăn hàng ngày, được sự hiểu biết, được sự khôn ngoan, là những ơn phước Chúa cho. Nhưng ơn phước lớn nhất mà Chúa ban cho chúng con là Chúa Giêsu Christ. Và Chúa muốn chúng con đem Chúa Giêsu đến cho những người khác, để những người khác cũng hưởng được ơn đó. Ôi Chúa ơi, xin cho chúng con biết tận hưởng mối tương giao với Chúa và giúp cho người khác cũng tận hưởng được mối tương giao với Ngài. Chúng con tạ ơn Cha. Chúng con biết rằng chúng con đi trong bước đường này, dù gặp nhiều khó khăn, nhiều thử thách, nhiều hoạn nạn, chúng con có nhiều điều để suy nghĩ, nhưng chúng con biết rằng chúng con sống đây không phải để sống cho mình, không phải để biện hộ cho mình, không phải để đề cao chính mình, nhưng chúng con sống là để nâng cao Chúa Giêsu Christ, để rao về vương quốc của Chúa, về sự cai trị của Chúa, về tình yêu, về ân sủng của Chúa cho mọi người chung quanh chúng con. Xin dùng cuộc sống của chúng con để làm vinh hiển danh Chúa và đem phước hạnh đến cho nhiều người. Và chúng con sẽ được thọ vui ở trong Chúa. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh cứu Chúa Giêsu Christ. Amen.